Hello anh chị em. Vâng, và bây giờ là tập 2 của Kiệt Lạc Gia Trang, tác giả Lưu Manh Đông Phương, diễn đọc Tú My Love. Vâng, mình đọc không được hay nhưng mà anh chị em mình đang gọi là rất là thích cái câu chuyện này. Thì nếu mà các bạn nào mà thích á, thì các bạn hãy để lại comment. Nếu mà nhiều anh em thích thì mình sẽ tiếp tục đọc đọc tiếp theo cho anh chị em nha. Ok, bây giờ không mất thời gian của anh chị em nữa, mình vô vấn đề. Hitler, tài không đợi tuổi. Và ông chú nghiện võ lâm, nghiện luôn phim sách. Lại nói về anh Dương, sau khi nhập viện vì ngộ độc khí ga, mọi người trong xóm bàn tán xôn xao. Người thì cho rằng lần này chắc là anh Dương đi hẳn. Người thì lại nói nếu như bạn ấy không đi hẳn thì trở về chắc cũng trở thành Ngọa Long tiên sinh. Thế nhưng khi mà anh Dương về thì đều cho mọi người hụt hẫng hết. Vì anh vẫn một tay bó bột, một tay kích chuột săn bót, còn chân thì nhấp mana đều đều. Anh Kiệt bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc. Khéo lần này nó về vừa nghiện game vừa nghiện hít khí ga. Anh Dương có một thằng con trai. Anh là Tầm Dương, nó là Tầm Long. Tuy nhiên đó là tên ở khai sanh. Ở nhà anh gọi nó là Hitler. Anh bảo ngày xưa anh học môn sử, anh thích nhất cái thằng cha này vì nó xử đẹp cái dân Thái gì đấy. Anh bảo hồi đó Hitler thắng thì giờ Việt Nam vô địch mấy lượt SEA Games với Tiger Cup chứ chả phải xoắn. Địch mẹ tự do Thái mà anh nghĩ ngay tới Thái Lan thì cũng quỳ với anh. Nhưng phải công nhận anh chọn một cái tên rất hợp với thằng con anh. Mẹ, về độ lì, quậy, nghịch ngu, nếu Hitler mà nói số 2 thì đéo ai dám tranh số 1. Và cũng giống như ông bố, Hitler cũng nghiện võ lâm lòi mắt. Vì còn đi học nên tiêu chuẩn hàng ngày của cu cậu không thể bằng ông bố được. Và để có tiền chơi nét, ông nhỏi đã nghĩ ra khối trò làm tiền anh Dương. Anh Dương chơi cái băng rồng nên uống mana như uống nước. Mỗi lần săn boss anh lại bắt ông con vận chuyển mana và máu từ thành lên bãi cho anh. Thích le mỗi lần như thế thì đéo giao dịch ngay, bảo xin phụ thân trả cho 3.000 tiền vận chuyển. Anh đéo đưa thì nó phù về làm anh chết hả họng. Thế là cha con lại đánh nhau. Thích le lại bỏ chạy ra trước quán gào: "Đít mẹ mày Tầm Dương!" Lần nào cũng thế. Lâu dần thấy đéo thể cứng với ông con được nên anh Dương phải cắn răng cắn lợi trả 3.000 phí dịch vụ. Không nhỏi nạp 2.000, còn 1.000 thì mua một ly nước mía, vừa cày game vừa hát Uxi la bum, ba la bum, ba dê má la la bum bum. Sau này mới biết ông nhỏi chuyên môn lấy côn lôn lên bãi của ông bố, lén lén cho một quả bùa để ông cha mau hết mana. Thật không thể tin được, thằng con bút cho thằng cha hết mana để thằng cha kêu thằng con vận chuyển mana lên và tiếp tục trả cho 3.000. Đây là một cách kiếm tiền của ông nhỏi Hitler. Hitler có sở thích tái bậy, mặc dù vẫn có nhà vệ sinh đàng hoàng. Một lần ông trời con cho chim vào chai Coca-Cola, loại chai thủy tinh, để đái. Không biết ông con có bị nứng cu sản hay là như thế nào hay không thì không biết. Chim lại cương cứng lên, dính luôn ở trong cái chai. Ông nhỏi khóc ầm cả một khu phố. Mà cái loại mà càng đụng thì nó lại càng cứng nên không thể nào lấy ra được. Dạo đó có một ông lại nói: "Hay là bây giờ cắt cả cùm đi." Hitler hoảng quá lại nói: "Đừng, đừng." Còn lý do nó nói tại sao đừng thì lúc đó chưa biết được. Cuối cùng Hitler được đưa thẳng tới bệnh viện tiêm thuốc để lấy chim ra. Còn về sự học của Hitler thì khỏi cần phải bàn. Có một lần ông nhỏ được cho đi học tiếng Anh, đéo biết ông học như thế nào, thầy dạy như thế sao.
Nhưng khi chị vợ của anh Dương hỏi thì Hitler bảo: "Tiếng Anh nó dễ ợt à, học một ngày là biết hết, tỏi cần phải học nữa. Tiếng Việt mình thêm sờ là thành tiếng Anh rồi. Để ví dụ cho mẹ nghe đó, ông Hitler nói: cái vi tính tiếng Anh gọi là vi tính sờ, xe đạp gọi là xe đạp sờ, ghế gọi là ghế sờ. Điền mẫu chị Lan lấy cán dù loại có móc giống ba toan, móc cổ ông gọi lại gần hỏi: thế cây này gọi là cây gì? Cây này gọi là cây dù sờ. Thế là chị Lan lấy cây roi ra hỏi: vậy cây này là cây gì? Hitler tỉnh queo đáp: cây này gọi là roi sờ. Địch mẹ mày! Thế lúc ấy mắt chị Lan lồng sọc lên, thẳng tay mà phang thì bảo: roi sờ này. Hitler chạy mất hút. Có hôm hai bố con săn bót, ông con lụm được quyển Võ Lâm Mật Tịch, ông bố đòi cư đôi. Ông con đách chịu, thế là lại đánh nhau. Hitler dọa về mét mẹ. Anh Dương khí khái nói: đếp mẹ mày bảo con đĩ lồn đó sang đây bố xử luôn hai mẹ con một lượt. Hitler chạy về. 3 phút sau chị Lan đi sang mặt đầm đầm sắc khí, tay cầm quả dao thọc tiết lợn. Anh Dương chỉ kịp kêu lên: ôi trời ơi, xong chạy té mất tích. Tối hôm đó anh Dương ngủ ngoài công viên, mũi chích sốt xuất huyết phải nhập viện truyền nước cả tuần lễ. Nhân vật tiếp theo là một ông chú, ông ấy tầm 45-46, tên Hải, là bộ đội phục viên, theo như chú bảo là cấp bậc đại úy trung đội trưởng. Trong lúc đợi người thân xin cho một chân làm bảo vệ ở ngân hàng thì chú bập vào võ lâm và nghiện luôn, nên kế hoạch làm bảo vệ tạm gác lại vài năm sau tính tiếp. Chú chơi nga mi vì theo chú bởi chú yêu cái đẹp băng thanh ngọc thiết của các ni cô. Rồi chú sổ một tràng thơ và bảo tâm hồn của chú thuộc về nước Nga vĩ đại. Tao thân rồi chú mới bảo: địch mẹ, tao chơi nga mi là để mặc cái bộ văn nghệ thường này đây này. Đấy, mày thấy không, hàng họ nó cứ thôi rồi, giá mà có thật được làm phát thì đúng là nhất cái trần đời. Địch mẹ, tâm hồn Nga đéo gì mà an toàn nghĩ chuyện quốc với chịch. Chú có một sở thích rất là tao nhã, đó là vừa chơi game vừa xem xét. Vì chú chơi nga mi lúc đó mới 6 ít nên chú chỉ việc theo sau Phật Ti của anh Kiệt và dành thời gian để xem xét. Nếu hiểu chú vô tư hay là cố tình, mỗi lần xem xét mà quán có vài chị em là y như rằng chú lại kêu tụi tao lại và bảo: đấy đấy đấy, ôi rồi ôi, điệp mẹ, ôi rồi ôi, thấy to không, to như khúc ruồi này, đấy đấy, véo kìa véo kìa, ôi đéo, ôi ôi ôi, đổi điệp mẹ không như con ngan nhà tao. Ngày đó khu vực chú ngồi là tập trung nhiều nhất là đám học sinh sinh viên đại học. Mẹ lúc bước vào quán thì thằng nào thằng nấy đi hiên ngang lẫm liệt, lúc đi ra thì cứ lom khom như bị thái hóa cuộc sống. Điệp mẹ chú ác vải lộn, ngày nào cũng thế, lúc nào cũng xem đủ lượt đi và lượt về, có nghĩa là xem buổi chiều và buổi sáng. Mỗi lần xem xong chú lại về nhà bắt vợ phục vụ đủ cả 2 lượt sân khách và sân nhà. Vợ chú nhiều khi chắc không phục vụ được mới bỏ chạy khỏi nhà, chú đuổi theo. 2 vợ chồng cứ chạy lòng vòng quanh dãy phố, nhìn như gà đang dí nhau đập mái. Anh Kiệt bảo: đẹp mẹ, nhà lão này không khéo hỏng thận thì lại phí. Mẹ anh Kiệt nhân nói như trời. Năm sau chú Hải lên bệnh viện chạy thận và từ đó chú được gọi kèm thêm là Hải Giống. Sau này vì nhiều lý do tế nhị nên anh Kiệt cấp nguyên cho chú một khu vực để tiện tác nghiệp.
và những sự cố tác nghiệp của chú Hải sẽ được tiết lộ ở chap tới. Anh chị em nếu thích thì hãy để lại comment. Ok, nếu mà các bạn hãy thích cái này thì các bạn để lại comment và mình sẽ đọc tiếp theo cái chap tới nha anh chị em.